Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh Minh Long Ô Tô. Hôm nay mình có một tin vui muốn gửi đến các anh chị em. Xicopy 110 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia cuối cùng cũng đã về lỗ tiếp tục tại Minh Long Ô Tô. Và đợt này đặc biệt hơn tí xíu là anh chị em chúng ta sẽ chiêm ngưỡng đầy đủ màu phiên bản của Xicopy 110 luôn nha. Mời chị em chúng ta cùng tham khảo. Xicopy cũng đã quá quen thuộc với anh chị em mà đúng không? Một dòng xe nhỏ gọn, đi phố, đẹp. Và không chỉ thiết kế đẹp mà có những cái tính năng đầy đủ nhất của Honda dành tặng cho chiếc xe 110 này. Thì hôm nay Minh Long Ô Tô cũng đã về đầy đủ phiên bản màu của phiên bản 2022, phiên bản mới nhất của anh chị em ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về Xicopy. Chúng ta sẽ có 4 phiên bản. Thứ nhất là phiên bản thể thao, phiên bản sporty. Thứ hai là phiên bản fashion, là phiên bản thời trang. Thứ ba là phiên bản stylish, là phiên bản cá tính. Và thứ tư là phiên bản hàng hiệu. Và các phiên bản này chúng ta sẽ có hai điểm nhận dạng dễ biết, đó là sử dụng mắt cây, và một phiên bản còn lại là chúng ta sẽ sử dụng khóa thường. Sử dụng khóa thường thì anh em có thể, chúng ta sẽ chia thành hai phiên bản ha, bao gồm phiên bản thể thao và phiên bản thời trang. Anh em có thể, chúng ta nhìn vào màu anh em có thể biết. Ví dụ màu xanh, xanh kem đây là phiên bản chìa khóa. Màu đen bóng, tem đỏ là chìa khóa. Màu đen đỏ bóng là chìa khóa. Và màu đen cam là phiên bản chìa khóa. Còn bốn phía màu bên đây bao gồm hai phiên bản ha, phiên bản cá tính và phiên bản hàng hiệu, thì chúng ta sẽ sử dụng mắt cây. Chúng ta sẽ có bốn phiên bản màu, bao gồm màu đen mâm chì, màu nâu mâm bạc, màu đỏ mâm bạc, và cuối cùng là chúng ta sẽ có màu trắng nhám mâm chì. Và thêm một cái điểm nhận diện nữa là anh em hãy nhìn vô màu mâm thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt. Nếu anh em chúng ta chọn phiên bản khóa chìa thì màu mâm sẽ là màu đen, còn phiên bản mắt cây thì chúng ta sẽ có phiên bản mâm màu khác ha. Ví dụ màu phiên bản cá tính này là stylish ha, chúng ta sẽ có màu nâu và màu đỏ thì nó sẽ đi chung với là mâm bạc. Còn cái mâm của màu phiên bản hàng hiệu á, của màu đen bóng và màu trắng nhám là mâm chì. Mâm chì này là phiên bản 2022, nó sẽ khác với lại phiên bản 2021. 2021 với anh em hay thấy á, là màu trắng mâm vàng hoặc màu đen mâm vàng, nhưng nó đã sản xuất rồi. Mẫu 2022 chúng ta còn là màu đen mâm chì và màu trắng mâm chì thôi anh em, yên nó sẽ có màu nâu. Đây là tất cả phiên bản màu của Xicopy năm 2022 hoàn toàn mới nhất. Anh em có thể phân biệt được giữa dòng đời 2021, 2022. Cái điểm mà đơn giản nhất là anh em hãy nhìn vào phần thiết kế phần đèn này. Ở phiên bản 2021, 2022 thì nó đã được tách rời ra hai bên. Còn phiên bản cũ hơn nữa thì đèn xi nhan nó sẽ gập vô ha. Và hiện tại Minh Long Ô Tô, anh em cứ yên tâm, Minh Long Ô Tô chuyên bán hàng mới, nên anh em có thể, chúng ta check đời xe và anh em có thể check mâm rõ ràng bên mình, vẫn minh bạch với anh em. Và ngoài ra thì tùy theo phiên bản màu này thì nó sẽ có mức giá khác nhau hoàn toàn luôn anh em. Mình để báo giá cho anh em luôn ha. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ có các phiên bản khóa chìa, bao gồm 4 màu ha, màu đen cam nè, màu đỏ đen bóng nè, màu đen bóng tem đỏ nè, và màu xanh kem. 4 phiên bản màu này chúng ta sẽ bằng giá nhau. Năm 2022 thì giá nó là 54 triệu bao VAT dành cho anh em. Và chúng ta tiếp theo, phiên bản Smoky thì nó sẽ chênh lệch với lại phiên bản khóa chìa tầm 1 triệu ha. Nhưng mà nó cũng tùy theo màu nữa anh em. Ví dụ anh em chọn màu đen, màu nâu, màu đỏ này, ba phiên bản màu này thì nó sẽ có giá là 55 triệu bao VAT dành cho anh em. Còn màu trắng này, không giấu gì anh em, màu trắng này rất là hiếm hàng. Khi mà mình đặt về Indo về á, thì nó đã giá rất là cao rồi, nên khi mà xả hàng ra ở thị trường Việt Nam thì nó sẽ giá cũng đôn theo luôn. Hiện tại cái màu này sẽ chênh lệch với ba phiên bản Smart K á, đó là 2 triệu ha. Tức là màu này là 57 triệu bao VAT dành cho anh em. Anh em có thể tự đăng ký biển số. Nhưng mà có một điều đặc biệt mình muốn dành tặng anh em, mình nói trong clip này luôn. Ở phiên bản Sporty, giá chưa ra biển là 54 triệu bao VAT. Còn khi mà anh em chúng ta ra biển ở thành phố Hồ Chí Minh là 61 triệu. Tức là nó sẽ thuế nó cao hơn các tất cả phiên bản còn lại luôn anh em. Nên khi anh em mua xe, chúng ta cần lưu ý hỏi phần giá thuế là bao nhiêu, ra biển bao nhiêu. Dù anh em tự đăng ký hay anh em nhờ đăng ký thì chúng ta vẫn ước được cái phần mà giá ra phí biển số bao nhiêu để anh em có thể chủ động về phần tài chính ha. Và trên đây là cái những điểm nổi trội của Xicopy so với lại
những các đối thủ ở thị trường Việt Nam như là Vision. Thứ nhất thì nếu mà so sánh á, thì phía trước chúng ta sẽ mang thiết kế cực kỳ thời trang luôn, cực kỳ châu Âu. Và đèn ở phía trước này chúng ta được nâng cấp thành LED, xung quanh chúng ta sẽ có dải đi mi cực kỳ sáng. Cái đặc biệt ở đây là chúng ta sẽ có cái đèn LED, chúng ta sẽ có cái hình lòi á, sẽ giúp cho anh chị em chúng ta sẽ có cái không gian sáng khuếch đại ra, sáng hơn rất là nhiều khi chúng ta đi vào ban đêm. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm cái phần mà bánh trước rất là to nè. Bánh trước to này giúp cho chị em chúng ta đi đầm xe, êm xe, chắc xe hơn. Qua cua chúng ta sẽ ít bị sàn bánh hơn rất là nhiều, đi đã hơn trong thành thị nha. Ví dụ mình leo lề luôn á thì nó sẽ ít bị cạ gầm. Ngoài ra ở phần đồng hồ của Shopee chúng ta đã được nâng cấp thêm một cái màn hình đồng hồ LCD dưới đây, và ở trên chúng ta sẽ có đồng hồ cơ nè. Đồng hồ LCD thì chúng ta sẽ kèm theo nút bấm để chúng ta có thể chỉnh các thông số ở trên đồng hồ này. Nó có thể chỉnh giờ được. Nếu mà so sánh với lại Vision thì chúng ta nhỉnh hơn rất là nhiều ha. Vision thì chúng ta không thể chỉnh thông số và không thể chỉnh giờ. Không gian cớp cũng là một phần quan trọng của Shopee nữa. Đó. Không gian để chân rất là rộng nè. Đó, không gian cớp thì chúng ta sẽ có cớp trước. Cớp trước này nó sẽ tích hợp với lại cổng sạc luôn, giúp cho chị em chúng ta vừa chạy vừa sạc điện thoại an toàn hơn là cổng sạc ở trong cớp rất là nhiều. Và không gian nó cũng đủ rộng để chúng ta đựng nhiều đồ đạc ở trong đây, thậm chí là cả điện thoại nữa. Ở bên phải thì chúng ta vẫn có hộp nhỏ này để cho chị em chúng ta hay sử dụng đồ như găng tay nè, mắt kiếng nè, hay là váy chống nắng nữa, chúng ta có thể nhét vô đây, nó tiện hơn, mình sử dụng nhiều mà. Và ở trước này chúng ta sẽ có móc treo sẵn ha, nhìn thiết kế nó đẹp hơn rất là nhiều, gập ga gập vô, giảm cái không gian vậy cho chị em. Ok, bây giờ chúng ta sẽ coi cấp chính ha. Đây, cấp chính thì đi theo xe chúng ta sẽ có cặp kiến nè. Ở đây là cái nắp che bình. Về không gian cớp thì mình đánh giá thì nó có cái độ sâu hơn rất là nhiều. Về kích thước thì mình nghĩ cũng bằng Vision thôi, nhưng mà độ không gian sâu á thì nó sâu hơn Vision rất là nhiều, giúp cho chị em chúng ta đựng đồ nhiều hơn nữa. Đựng cái nón 3/4 không thành vấn đề luôn nha anh chị em. Ngoài ra thì Shopee này vẫn trang bị đầy đủ những cái tính năng hiện đại nhất của Honda, như là động cơ phun xăng điện tử FI nè. Rồi đó, có tắt máy 3 giây, động cơ ESP giúp cho chị em chúng ta tiết kiệm nhiên liệu khi chúng ta đi ở đường thành phố. Và trên đây là những thông tin về Shopee mới 2022 tại Milan Moto. Cảm ơn em đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên, mình có hỗ trợ trả góp cho dòng xe này. Chỉ cần đi trước 20-30% thôi, mình sẽ hỗ trợ anh chị em chúng ta nhận xe ngay tại cửa hàng luôn. Và bên mình vẫn có hỗ trợ ship sỉ và ship tỉnh luôn nha. Nên anh chị em nào chúng ta quan tâm hay gọi số hotline 0786 46036 đều được hỗ trợ tư vấn kỹ hơn. Cảm ơn em đã quan tâm và theo dõi video. Đừng quên nhấn like, subscribe kênh Milan Moto. Mình sẽ cập nhật nhiều chương trình khuyến mãi và nhiều dòng xe mới dành cho anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.